Công trình xây dựng cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan, Bắc Kéo, huyện Văn Quan, còn gọi là đường huyện 54, có thời gian thi công 20 tháng. Tuy nhiên, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình. Những ngày tháng 5, trên công trình đường huyện 54 từ thị trấn Văn Quan đến Bắc Kéo, xã An Sơn, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị máy móc thi công các hạng mục. Hơn 45 cán bộ kỹ thuật, công nhân lái máy, gần 30 phương tiện ô tô, máy xúc, máy ủi, lưu dung, máy san đang chạy đua với thời gian để phấn đấu hoàn thành công trình trước thời hạn. Nhà thầu đang triển khai 3 mũi thi công trên toàn tuyến để đào đường, hạ nền, pha đá, thi công móng đường. Chúng tôi đã cố gắng đẩy nhanh kịp thời để đạt được tiến độ theo chủ đầu tư đề ra. Được khởi công từ tháng 8 năm ngoái, nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, sau hơn 8 tháng thi công, con đường thị trấn Văn Quan Bắc Kéo đã dần hình thành. Con đường như một dải lụa đào vắt qua sườn núi, trải dài giữa cánh đồng chủ phú ở xã An Sơn. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh trong năm nay, thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc, tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn. Công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông, thông suốt 4 mùa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội các xã An Sơn, Tân Đoàn, Tràng Phái của huyện Văn Quan. Xã nhà mình đã có con đường đi đẹp đẽ là tôi vô cùng xúc động, rất cảm ơn nhà nước. Đường thị trấn Văn Quan Bắc Kéo có tổng chiều dài gần 10 km, tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng đào đắp đạt từ 85% đến hơn 96%, thi công cống đạt từ 94% đến 100%. Một số đoạn đã thi công lớp móng cấp phối đá răm. Để đẩy nhanh tiến độ công trình, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn luôn bám sát hiện trường thực tế thi công của nhà thầu. Cùng với đơn vị tư vấn giám sát chặt chẽ công tác tổ chức thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Theo tiến độ của hợp đồng là vào tháng 4 năm 2023 là hoàn thành. Nhưng với quyết tâm của chủ đầu tư do công trình trọng điểm, chúng tôi cố gắng phối hợp với nhà thầu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2022. Tháng 4 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa phê duyệt điều chỉnh kết cấu mặt đường từ mặt đường láng nhựa và mặt đường bê tông xi măng sang mặt đường bê tông nhựa. Đồng thời bổ sung gia cố lề đường để mở rộng mặt đường xe chạy phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn và mặt bằng xây dựng công trình này. Qua đó nhằm nâng cao năng lực khai thác của tuyến đường, đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật và tiến độ của dự án.